Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Lại quay máy giặt cho các bác đây. Mùa này thì nó giao mùa giữa mùa hè và mùa thu. Đấy, mùa mưa bão cho nên là điều hòa vẫn bán chạy, máy giặt thì vẫn cứ nhận khách đều. Em tranh thủ quay được một chiếc X6 dọn lên để bán cho các bác đây. Mấy hôm nay các bác cứ trách bảo là quay toàn máy giao cho khách thôi, thế chả dọn quay máy bán hay gì. Vâng, thì hôm nay em sẽ quay một chiếc để bán cho các bác đây. Đấy, chiếc này là chiếc TW 117X6. Thì dòng X6 trở lên đến dòng X9 hay dòng B1 bây giờ thì 11 cân hay 12 cân thì em đã bỏ qua rồi, nó là kích thước như nhau. Chả qua nhà sản xuất người ta thích thì người ta ghi 12 cân thì người ta ghi thôi, còn thì nó vẫn là 11 cân nhá, chứ không phải là 12 cân đâu, hãng nào cũng vậy cả thôi. Thực ra người ta chỉ đánh lừa con mắt người tiêu dùng thôi, chứ còn thì thực tế là nó vẫn là 11 cân thôi. Và đến dòng X6 như vậy là công nghệ đến bây giờ nó cũng chỉ đến thế này thôi, nó cũng không có công nghệ gì hơn nữa rồi. Nó có chăng nó khác là nó khác cái cấp nước xà phòng tự động, nó khác là khác cái màn hình cảm ứng thôi, còn lại thì nó vẫn như vậy thôi, công năng chức năng thì nó cũng như vậy thôi. Và những điều em nói lên thì xác định với các bác là nó phải là chuẩn chỉ, chứ không mà chuẩn chỉ thì nhiều anh em vào người ta bóc phốt ngay. Đấy, nói là phải nói đúng đấy. Và nhiều bác hỏi em ấy tại sao em hay bán dòng X6 với lại dòng X5 như vậy, thì phải nói các bác là nó bền, từ X8 trở lên nó sang cái màn hình cảm ứng ấy thì là em rất ít khi em bán, nên là màn hình cảm ứng như này này đấy. Bởi vì những cái dòng này thứ nhất là nó đắt, thứ hai là xác suất xảy ra rủi ro không may nó lỗi cái màn hình cảm ứng này thì là các bác sẽ phải mất tầm 2 triệu rưỡi mới thay được cái màn hình này, cho nên là em rất khi em ngại bán, em chỉ thích bán cái dòng nào nó trâu bò thôi. Bởi vì thực ra thì chức năng nó cũng có vậy thôi, nó cũng không có hơn cái gì cả. Đấy, thì em quay vào chi tiết máy luôn các bác nhé. Con này thì đẹp sắc nét nghiêng thành luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, không phải nó đẹp mà là cực kỳ đẹp luôn. Thì quay đây nó có bị ánh nắng này, nó bị bóng máy. Đấy, máy thì không bị xước sát gì. Đấy, rách là lét luôn. Cái tem ấy thì nó bị rách nữa rồi. Đấy, rửa là nước nó bị rách nữa rồi. Đấy, cũng bảo với luôn với các bác là như vậy. Thì nó còn cái má máy ở trên đây thì không ai làm giả được rồi. Đấy, nó là TW117X6. Thì nó có cái má này có chắc ra là biết rồi. Dặn 11 cân, sấy 7 cân. Dòng X6 thì nó sẽ có thêm cái chùm nho trên này, là cái plasma diệt khuẩn này, tức là gì, là khi cấp nước đầy vào và cái bột xà phòng nó chảy xuống dưới, hay gọi là hóa chất tẩy rửa em chảy xuống dưới, thì cái chùm nho này nó có tác dụng là giúp hỗ trợ cái chất tẩy rửa phát huy tác dụng tối đa nhất và giúp nó thẩm thấu sâu bên trong quần áo và giúp quần áo nó sạch hơn và diệt khuẩn tốt hơn. Đấy là cái công nghệ này, thì nó chỉ được áp dụng từ trên từ con X6 trở lên và từ con V6 trở lên thôi. Còn các cái má như má A là không có và má V5 trở xuống là không có. Đấy. Chỉ có V6 và X6 trở lên mới có thôi. Thì cái công nghệ này thì đến bây giờ thì nó vẫn dùng cái công nghệ này, chưa gì thay đổi ngoài thay đổi cái màn hình to đùng trên này. Đấy. Và em thích bán cái dòng này hơn bởi vì là nó bền, lành, ít lỗi xảy ra. Đấy. Chất máy thì cực đẹp rồi. Đấy, không có bị gợn nhiều, còn xước sát nhẹ là có, cấn móp nhẹ là có, nhưng tổng thể một con máy chất máy thì quá đẹp luôn. Đây, quá đẹp luôn, vách tôn đằng sau đây đấy, sáng sủa đẹp trai, bởi vì cái này nó bị tì nhưng mà hai vách nó không bị tì cho nên là nó rất là đẹp. Đây, cái đằng sau nó úp vào tường rồi mà. Đây, thì các bác mua máy thì nhìn tổng thể vào cái máy thôi. Đây, thì em cứ quay qua hình thức cho các bác đã. Đây, à, càng thì là càng nhôm, cửa là cửa nhôm rồi, cho nên là nhiều bác bảo là dùng máy Việt Nam nó hay bị han. Có yên tâm là dùng cái của Nhật này thì riêng cái càng này em bảo hành như các bác 35, nếu như mà han ngoặt gì, bởi vì nhôm thì nó không thể han được các bác. Đấy, cho nên có yên tâm nhá. Đấy, càng con tô đây, càng con tô thì nó càng thế hệ mới cho nên là không bị mục ngoặt gì, nên là càng rất là sáng, và theo nhà sản xuất thì nó dùng được 25. Đấy, thì nên là con này nó mới dùng được có ít thôi, cho nên là các bác cũng phải dùng được tầm 15 đến 25 nữa các bác mới phải thay. Đấy. Đấy, nó doang đây, rất là trắng trẻo đẹp trai nhé. Đấy, các cái viền của nó ở ngoài đây. Đấy, rất là nét luôn. Đấy, không bị bong xước gì. Đấy, công nghệ trên máy của nó thì nó có công nghệ Ultra Pop Philip Bone gì này, là cái công nghệ đời mới bây giờ thì nó cũng chỉ có công nghệ thôi, cũng chưa có hơn công nghệ gì cả. Đấy, thì dòng tô này thì nó giặt chống nhăn tốt hơn, và đặc biệt là quần áo nó tơi hơn và giữ lại mùi hương thơm. Cái công nghệ ion ở trong này, sấy ion ấy, thì là nó sẽ giữ lại cái mùi hương thơm khi các bác mà đổ đổ nước thơm trong đấy đấy, các bác xả đấy.
thì nó sẽ giữ lại hương thơm ở trong quần áo lâu hơn là so với các dòng thế hệ trước là sẽ bị mất mùi, hoặc là các cái hãng khác sẽ bị mất mùi và không giữ lại được mùi. Thì con tô này nó sẽ giữ lại được mùi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và chống nhăn thì cực kỳ là ok rồi. Nói chung con này thì rất là nhiều anh em thợ cũng như là các nhà dân đã tin tưởng dùng rồi. Bởi vì không có nghĩa nào mà nó là trong dòng điều máy giặt nó là dòng đắt nhất. Các bác hình dung là như vậy. Cho nên là để mà bàn cái về nó thì không thể bàn cái được, kể cả về chất lượng cũng như là độ đẹp. Toàn bộ ở trên này nó là mặt meca, cho nên là độ chống sốc rất là cao. Toàn bộ của nó là phím thì nó chỉ là phím cảm ứng thôi, cho nên là cái phím này nó rất là bền. Và nhiều bác hỏi em là nếu như không may nó chết cái cảm ứng này thì thay thế đắt không, thì thưa với các bác là cái cảm ứng này nó chỉ có 500.000 thôi. Và riêng cái cảm ứng này thì bọn em sẽ bảo hành trọn đời cho các bác nếu như hỏng. Đấy, có yên tâm chưa? Nếu như hỏng thì bọn em sẽ bảo hành trọn đời cho các bác riêng cái màn hình, riêng nút cảm ứng này. Bởi vì xác định là em bán chưa thấy con nào nó hỏng luôn. Và thậm chí là nó còn bền hơn cái phím cơ. Phím cơ xác suất là nhiều con nó sẽ bị dột. Dột phím là dột cái này này. Đấy, nó dột mất cái sơn này thì nhìn nó sẽ xấu. Còn riêng cái dòng này thì các bác yên tâm là mặc định là 25 đến 35 thì nó cũng chỉ lét như thế này rồi, bỏ nó xuống màu hoặc là bổ nó bị xước là gần như không có, bởi vì là cái mạng BK này nó độ chống xước rất là cao luôn và nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Đấy. Với dòng phân khúc mà giặt 11 cân thì nó rất là to. Đấy, cái cửa lồng nó to mức mà nó khuyến cáo trẻ em dưới 5 tuổi chui vào trong bên trong là có thể ngủ được luôn. Đấy. Đấy, toàn bộ máy thì em Lâm cam kết bác là zin từ A đến Z. Đấy. Mạnh nhất là zin hết, tất cả mọi thứ là zin và được em Lâm bảo dưỡng như là làm trục, là làm sóc điện là làm hết rồi. Đấy, vách viết chống ồn rồi. Các bác mua về sẵn là dùng thôi. Đấy. Giá thì này rất là bình dân. Đấy. Tầm thời điểm này của năm trước thì các bác mua giá trên trời luôn. Còn bây giờ thì nó rẻ thối rồi các bác ạ. Đấy. Vì tiền yên bây giờ nó xuống đến chạm đáy rồi. Thứ hai là cái chất hàng bây giờ bọn em mua nó cũng đẹp hơn. Bởi vì giá thành nó rẻ đi thì bọn em sẽ lựa chọn hàng đẹp bọn em làm. Đấy, còn em sẽ không làm hàng lô. Đấy, nhiều bác của em sau mang hàng lô về làm thì thực ra bác bây giờ hàng lô hay hàng đấu hay hàng cửa tiệm bọn em thì nó chênh nhau nó không đáng nhiều. Cho nên là nếu như đắt rẻ 1 triệu đến 2 triệu thì sẵn sàng em sẽ mua hàng đấu về em bán cho các bác, và hàng cửa tiệm để bán cho các bác, để các bác được chọn những cái máy đẹp và dùng nó sướng các bác. Đắt 1 2 triệu nhưng mà dùng con máy đẹp thì các bác khách đến nhà người ta xem máy người ta còn khen. Đấy, thì không tội gì mà các bác phải dùng những cái máy rẻ làm gì cả. Đấy. Quá đẹp luôn. Bác nào mà đang quan tâm chiếc X6 này có thể alo cho em hai số điện thoại này nhé. 0975 360 433, dưới là 0377996066, thì cả hai số này em đều dùng Zalo nhé. Đấy. Các bác nào mua giá thợ hay là muốn mua giá bảo hành nhà em thì cứ alo cho em này, hai số điện thoại này. Và nhà em thì có ship hàng toàn quốc nên là các bác cứ yên tâm. Đấy. Em chào các bác nhá. Quá đẹp luôn, siêu phẩm luôn.